Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đi ôn tập lại lý thuyết về câu bị động Passive Voice nhé. Video này sẽ có 3 phần chính. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu như thế nào được gọi là câu bị động. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các bước trong cách biến đổi từ câu chủ động về thành câu bị động. Và cuối cùng, đó là chúng mình sẽ cùng nhau đi qua một số các cấu trúc câu cầu khiến, cấu trúc câu sai khiến. Vậy thì đi vào phần đầu tiên, câu bị động là gì? Chúng ta sẽ có định nghĩa của câu bị động như sau. Ta có câu bị động là câu được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân của hành động đó. Nếu như chỉ dừng lại ở định nghĩa này thì có thể là vẫn hơi khó hiểu đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau đi phân tích một số những câu ví dụ để hiểu hơn về định nghĩa câu bị động nhé. Trước hết, chúng mình sẽ cùng nhau đi phân tích về câu chủ động sau. Đầu tiên ta có câu My father built this house in 1920. Câu chủ động này mang nghĩa là bố của tôi đã xây nên căn nhà này vào năm 1920. Vậy thì câu này có cấu tạo ngữ pháp như thế nào? Ta sẽ có My father làm chủ ngữ. Từ built chính là động từ và ta có từ this house là tân ngữ. Trong câu này, my father là chủ ngữ. Bố tôi xây nên căn nhà này thì các bạn có thể thấy rằng bố tôi là chủ thể của hành động, là người trực tiếp thực hiện hành động đó, là người trực tiếp xây nên ngôi nhà. Vậy nên, trong câu chủ động, chủ ngữ của câu chủ động sẽ là chủ thể của hành động, là người trực tiếp thực hiện hành động đó. Còn tân ngữ this house là kết quả của hành động, tức là this house là kết quả của hành động bố tôi xây nên căn nhà này. Cho nên trong câu chủ động thì tân ngữ sẽ chính là kết quả của hành động. Khi chuyển sang câu bị động, ta sẽ có ví dụ sau. This house was built by my father in 1920. Câu này mang nghĩa là căn nhà này được xây nên bởi bố tôi vào năm 1920. Vậy thì câu này có cấu tạo ngữ pháp như thế nào? Ta sẽ có this house đứng làm chủ ngữ, was built là động từ và by my father chính là tân ngữ trong câu. Các bạn có thể thấy rằng trong câu bị động, chủ ngữ là this house là kết quả của hành động was built, ngôi nhà này là kết quả của hành động xây nên và chủ thể của hành động chính là my father là tân ngữ. Vậy nên trong câu bị động, chủ ngữ chính là kết quả của hành động this house và tân ngữ chính là chủ thể của hành động, là người thực hiện hành động đó. Và để các bạn hiểu rõ hơn về ví dụ của câu bị động ở phần trên thì chúng mình hãy hiểu như thế này nhé. This house was built by my father in 1920, mang nghĩa là căn nhà này được xây nên bởi bố tôi vào năm 1920. Căn nhà này không thể nào mà tự xây nên được, nó cần được tác động từ bên ngoài vào. Và trong trường hợp này, nó cần được tác động là cần bố tôi xây nó lên. Cho nên câu this house was built by my father in 1920 chính là một câu bị động. Bước sang phần 2 trong video này chính là cách biến đổi câu chủ động về thành câu bị động, thì ta sẽ có 3 bước như sau. Bước đầu tiên đó là thay đổi chủ ngữ và tân ngữ trong câu. Bước thứ hai đó là biến đổi động từ dạng chủ động về thành dạng bị động. Và bước thứ ba đó là sắp xếp vị trí trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn và tân ngữ trong câu. Vậy thì đi vào phần bước đầu tiên, ta sẽ có ví dụ sau. Đầu tiên câu chủ động ta sẽ có My father built this house in 1920. Và câu bị động ta có This house was built by my father in 1920. Các bạn có thể thấy rằng my father đang đứng là chủ ngữ của câu chủ động, bây giờ đã được chuyển xuống thành by cộng với tân ngữ ở câu bị động. Tương tự, từ this house đang là tân ngữ ở trong câu chủ động, bây giờ đã được chuyển xuống thành chủ ngữ của câu bị động, đó là đổi chủ ngữ và tân ngữ trong câu. Sang ví dụ tiếp theo, ta sẽ có câu. Câu chủ động là Someone built this house in 1920. Một ai đó đã xây nên căn nhà này vào năm 1920. Và câu bị động chính là This house was built by someone in 1920. Các bạn cũng có thể thấy rằng từ someone đang đứng làm chủ ngữ của câu chủ động, bây giờ đã được chuyển xuống thành
by cộng tân ngữ ở câu bị động. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, các bạn lưu ý đó là chúng mình sẽ không có by cộng someone trong câu nữa. Lý do vì sao? Đối với những chủ ngữ là những danh từ không xác định, ví dụ như là someone, no one, anyone, hoặc là he, she, it, I, we, you, they, thì khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, ta sẽ bỏ by cộng với tân ngữ đó đi, với trường hợp tân ngữ đó chính là danh từ không xác định. Tiếp tục, ta có từ this house ở câu chủ động là tân ngữ, đã được chuyển xuống thành this house là chủ ngữ ở trong câu bị động. Sang bước thứ hai, đó là biến đổi động từ từ dạng chủ động về dạng bị động. Ta có ví dụ sau: My father built this house in 1920. Bố tôi đã xây nên căn nhà này vào năm 1920. Và câu bị động: This house was built by my father in 1920. Các bạn có thể thấy là trong câu chủ động, từ built là động từ đã được chuyển xuống thành was built, trong câu bị động là động từ. Và trong câu này, các bạn lưu ý đó là động từ trong câu bị động luôn luôn bao gồm hai thành phần, đó chính là to be và động từ được chia ở phân từ 2. Nếu như thiếu một trong hai thành phần này, tức là thiếu một to be hoặc là thiếu phân từ 2, thì câu đó sẽ không được gọi là câu bị động. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cụ thể hơn về từng thời động từ nhé. Đầu tiên, về thời hiện tại, ta sẽ có công thức của thời hiện tại đơn chính là chủ ngữ cộng am, is, are, rồi đến động từ phân từ 2. Ta có câu ví dụ sau. Câu chủ động là someone cleans this room every day, mang nghĩa là ai đó dọn dẹp căn phòng này mỗi ngày. Chuyển sang câu bị động, ta sẽ có this room is cleaned every day, mang nghĩa là căn phòng này được dọn dẹp mỗi ngày. Hiện tại tiếp diễn, ta có công thức chủ ngữ cộng am, is, are, being, rồi đến phân từ 2 cộng tân ngữ. Ví dụ, ta sẽ có câu someone is cleaning this room right now là câu chủ động, thì sẽ được chuyển thành this room is being cleaned now, mang nghĩa là căn phòng này đang được dọn dẹp. Hiện tại hoàn thành, ta sẽ có công thức chủ ngữ cộng have hoặc là has been, phân từ 2, rồi đến tân ngữ. Và ta có ví dụ sau. Someone has cleaned this room, một ai đó đã dọn dẹp căn phòng này rồi. Và câu bị động ta sẽ có this room has been cleaned, mang nghĩa là căn phòng này đã được dọn dẹp xong rồi. Và hiện tại hoàn thành tiếp diễn, ta có công thức chủ ngữ cộng have hoặc has been being, phân từ 2. Ta có ví dụ sau. Someone has been cleaning this room, và được chuyển thành câu bị động, đó chính là this room has been being cleaned. Chuyển sang thời quá khứ, ta sẽ có công thức của thời quá khứ đơn, đó là chủ ngữ cộng was hoặc were, rồi đến động từ phân từ 2. Ta có ví dụ sau. Someone cleaned this room yesterday, ai đó đã dọn dẹp căn phòng này vào ngày hôm qua rồi. Và chuyển sang câu bị động, ta sẽ có this room was cleaned yesterday, căn phòng này đã được dọn dẹp vào ngày hôm qua rồi. Quá khứ tiếp diễn, ta sẽ có công thức chủ ngữ cộng was cộng were cộng being, rồi đến phân từ 2 cộng tân ngữ. Ta sẽ có câu ví dụ sau. Someone was cleaning this room when I came, mang nghĩa là ai đó đã đang dọn dẹp căn phòng này lúc mà tôi đến. Và câu bị động sẽ là this room was being cleaned when I came. Thời động từ quá khứ hoàn thành, ta sẽ có công thức sau: chủ ngữ cộng had been, phân từ 2, rồi đến tân ngữ. Ví dụ: this room looked better, someone had cleaned it. Căn phòng này nhìn đẹp hơn rồi đấy, sáng sủa hơn rồi đó, ai đó đã dọn dẹp nó rồi. Chuyển sang câu bị động sẽ là this room looked better, it had been cleaned. Căn phòng này nhìn đẹp đẽ hơn rồi đó, nó đã được dọn dẹp rồi. Và quá khứ hoàn thành tiếp diễn, ta có công thức, đó chính là chủ ngữ cộng had been, being, phân từ 2, rồi đến tân ngữ. Ta có ví dụ: this room looked better, someone had been cleaning this room. Và chuyển sang câu bị động, đó chính là
This room looked better. It had been being cleaned. Và cuối cùng, đó là bốn thời tương lai. Đối với thời tương lai đơn, ta sẽ có công thức chủ ngữ cộng will be phân từ 2 đơn ngữ. Ta có ví dụ sau. Someone will clean this room tomorrow. Ai đó sẽ dọn dẹp căn phòng này vào ngày mai. Chuyển sang câu bị động sẽ là this room will be cleaned tomorrow. Căn phòng này sẽ được dọn dẹp vào ngày mai thôi. Tương lai tiếp diễn, ta sẽ có công thức chủ ngữ cộng will be being phân từ 2. Và ta có câu ví dụ. Someone will be cleaning this room at 4 p.m. tomorrow. Ai đó sẽ đang dọn dẹp căn phòng này vào lúc 4 giờ chiều ngày mai. Và sang câu bị động, ta sẽ có this room will be being cleaned at 4 p.m. tomorrow. Căn phòng này sẽ đang được dọn dẹp vào lúc 4 giờ chiều ngày mai. Sang thời động từ tương lai hoàn thành, ta sẽ có công thức chủ ngữ cộng will have been phân từ 2 rồi đến tân ngữ. Ta có ví dụ, đó chính là someone will have cleaned this room by the time we come tomorrow. Ai đó sẽ dọn dẹp căn phòng này rồi trước khi chúng ta đến vào ngày mai. Câu bị động đó chính là this room will have been cleaned by the time we come tomorrow. Căn phòng này sẽ được dọn dẹp xong rồi trước lúc mà chúng ta đến trong ngày mai. Và thời động từ cuối cùng đó chính là tương lai hoàn thành tiếp diễn. Ta sẽ có công thức chủ ngữ cộng will have been being phân từ 2 cộng tân ngữ. Và ta có ví dụ sau. Someone will have been cleaning this room for 2 hours by the time we come tomorrow. Ai đó sẽ đang dọn dẹp căn phòng này được 2 tiếng rồi trước lúc mà chúng ta đến vào ngày mai. Và chuyển sang câu bị động, chúng ta sẽ có câu this room will have been being cleaned for 2 hours by the time we come tomorrow. Đối với động từ khuyết thiếu modal verb thì ta sẽ có cấu trúc câu bị động như sau. Đó là chủ ngữ cộng modal verb cộng với be rồi đến động từ phân từ 2 và tân ngữ. Ví dụ, ta có câu chủ động you must wash your shirt with cold water, mà nghĩa là bạn phải giặt cái áo của bạn vượt bằng nước lạnh. Thì khi chuyển sang câu bị động, ta sẽ có câu your shirt must be washed with cold water, có nghĩa là cái áo của bạn bắt buộc phải được giặt bằng nước lạnh. Chuyển sang bước thứ 3, đó chính là sắp xếp vị trí trạng ngữ chỉ thời gian và nơi trốn và tân ngữ. Ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu ví dụ sau nhé. Ta có câu chủ động, đó chính là all employees must submit their work at the office at 5 p.m. Câu này mang nghĩa là tất cả nhân viên bắt buộc sẽ phải nộp lại cái công việc của họ ở văn phòng vào lúc 5 giờ chiều. Và chuyển sang câu bị động, ta sẽ có câu work must be submitted at the office by all employees at 5 p.m. Mang nghĩa là các công việc bắt buộc phải được nộp lại tại văn phòng bởi tất cả nhân viên vào lúc 5 giờ chiều. Các bạn có thể thấy rằng trong câu chủ động, at the office chính là trạng từ chỉ nơi trốn và at 5 p.m. chính là trạng từ chỉ thời gian. Và khi chuyển sang câu bị động, at the office vẫn là trạng từ chỉ nơi trốn, at 5 p.m. vẫn là trạng từ chỉ thời gian. Có một cái khác duy nhất, đó chính là by cộng tân ngữ, vị trí trong câu bị động sẽ là đứng đằng sau trạng từ chỉ nơi trốn và đứng đằng trước trạng từ chỉ thời gian. Sang phần cuối cùng trong video này chính là một số những cấu trúc câu cầu khiến, cấu trúc câu sai khiến. Vậy thì cấu trúc câu cầu khiến là gì? Cấu trúc câu cầu khiến là loại câu được sử dụng để diễn tả một hành động mà ai đó làm hộ chúng ta hoặc người khác làm hộ chúng ta mà mình không tự làm. Có 3 cấu trúc câu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về 3 cấu trúc câu chủ động nhé. Cấu trúc câu đầu tiên chính là make somebody do something. Make somebody cộng động từ không chia. Cấu trúc này mang nghĩa là bắt buộc ai đó làm gì. Và ta có ví dụ sau. My mother made me do my homework yesterday before dinner. Câu này mang nghĩa là mẹ của tôi
đã bắt tôi phải làm bài tập về nhà ngày hôm qua trước bữa ăn tối. Cấu trúc câu tiếp theo chính là have somebody do something, mang nghĩa là nhờ ai đó làm gì. Ta có ví dụ sau: I am having my neighbor paint my house, mang nghĩa là tôi đang nhờ hàng xóm của tôi sơn lại căn nhà của tôi. Và cấu trúc câu cuối cùng đó chính là get somebody cộng với to verb. Cấu trúc này mang nghĩa là nhờ ai đó làm gì hoặc thuyết phục ai đó làm gì hộ mình. Ta sẽ có ví dụ sau: I am trying to get someone to clean my coat, mang nghĩa là tôi đang cố gắng nhờ ai đó giúp tôi giặt cái áo này, giặt cái áo khoác này của tôi. Và khi chuyển ba cấu trúc này sang câu bị động, ta sẽ có ba cấu trúc như sau. Đầu tiên, đối với từ make, ta sẽ có somebody cộng be made cộng to verb. Cấu trúc này mang nghĩa là ai đó bị bắt ép làm gì. Các bạn lưu ý rằng đối với công thức này, khi từ make ở thể chủ động thì ta có make somebody cộng động từ không chia. Nhưng khi từ make được dùng ở thể bị động thì động từ không chia trong câu chủ động sẽ được chuyển thành to verb ở trong câu bị động. Và ta có ví dụ sau: I was made to do my homework by my mother before dinner yesterday. Mang nghĩa là tôi đã bị bắt làm bài tập về nhà bởi mẹ tôi trước lúc ăn tối ngày hôm qua. Hai cấu trúc sau đó chính là have something done và get something done. Đó chính là have something cộng động từ phân từ 2 hoặc là get something cộng động từ phân từ 2. Hai công thức này đều bằng nghĩa nhau và đều mang nghĩa là có một cái gì đó được làm bởi ai đó. Và ta có hai ví dụ sau: I am having my house painted by my neighbor. Now I am trying to get my coat clean. Hai câu này mang nghĩa là tôi đang có cái nhà của tôi được sơn bởi người hàng xóm của tôi, và tôi đang cố gắng để khiến cho cái áo của tôi được làm sạch. Các bạn lưu ý đó là đối với hai cấu trúc này, khi mà mình muốn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì các bạn lưu ý là không dịch hai câu cấu trúc này dưới hình thức câu bị động, mà khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt các bạn sẽ dịch theo thể chủ động. Tức là sao? Ví dụ nhé: I am having my house painted by my neighbor. Ta sẽ dịch là tôi đang nhờ người hàng xóm của tôi sơn căn nhà cho mình. Và I am trying to get my coat clean, tức là tôi đang nhờ ai đó làm sạch cái áo của tôi. Và đó là kết thúc trong video này rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.